Hello, xin chào toàn thể anh chị em và các bác quay trở lại với kênh nha. Hôm nay tiếp tục em còn sót lại một ít kia dây nguồn 2m. Đó, thì dây dòng dây này nó là dây 1.31mm anh em ạ. Dây Mỹ. Dây của Mỹ anh em nhá. Cũng có con nó còn cái cuống này. Đây em cho anh em coi này. Cũng có con nó còn cái cuống này. Nhưng mà có con nó không còn, nhưng con này nó không còn cái cuống đâu nhá. Đó thì cái thông tin của nó thì em cũng chia sẻ anh em luôn đây. Đấy, dòng này nó có cả mã số này. Đấy, phích cắm thì chân dẹt rồi. Và lõi dây của nó đây thì em cho anh em mình coi 2x1.31mm. Mẫu này rất là tiện lợi để anh em mình dùng thay thế vào một số những cái dòng như là quạt quậy rồi máy móc các thứ anh em cần thay dây nguồn. Thì em sẽ tuốt ra cho anh em mình coi cái dòng dây này. Nó là dây hơn 1 chấm. Đấy, lõi đồng của nó là bao đủ cho anh chị em luôn. Đấy, bao đủ cho anh em nhé. Và dây có chiều dài là 2m. Thì em Thanh đang gửi đến cho anh em mình ý là 50.000 2 dây. 50.000 2 dây. Mỗi dây dài 2m. Nó như vậy. Đó, thì các bác nào cần thì báo em nhé. Ngoài ra thì em còn sót lại ba cuộn dây 10m. Dây 10m này là cũng là dây Mỹ. Đấy, cũng là dây Mỹ luôn, chân dẹt, đầu chòe và đầu đều có cuống, dây có lõi dù và cái dòng dây như này á em lô này em bán rẻ nhất thị trường luôn. Vì dây của nó hơn 1 chấm đây. Anh em chờ em tìm chút này. Dây của nó là dây 1.04mm. Và cái dòng dây này nó đẹp, vô cùng là đẹp luôn. Dài 10m. Mà em Thanh chỉ có bán có 110.000 đồng thôi. 110.000 đồng. Lõi của nó thì trong phần dây có dây dù này, dây dù chống đứt này, phần cuống dây này. Đấy, và phần lõi thì anh em biết rồi, dòng dây nước ngoài thì nó rất là đủ luôn. Em tuốt ra cho anh em mình coi luôn nhá. Đấy, rất nhiều sợi tơ ở đây. Rồi, bao cho anh em dây đồng chuẩn chỉ luôn, 110.000 đồng. Em còn có 1, 2, 3 thôi. Cuộn này không biết có đủ. Cuộn này 3 cuộn nữa nhá mọi người nhá. Cuộn này thì không đủ 10m à. Cuộn này không biết là nó là mấy mét đây. Cuộn này là 6m8. 6m8 này thì dây 2x0.824mm. 6m8 này nó đang là mấy chục nhỉ? 70.000 à? 70.000 cuộn này nhá, có một cuộn thôi. Anh em nào cần thì báo em nhá. Tiếp theo em về được rất nhiều những cái đầu vít nở nhá. Nó gọi đó là cái tắc kê anh em ạ. Đấy thì nó sẽ có dòng này em sẽ đo kích thước cho anh em, nó có hai loại luôn. Hai loại. Đấy thì một loại của nó thì đây, một loại của nó như này. Đấy, 4 tắc kê và 4 vít nở của nó rất là xịn đây mọi người nhá. Mẫu này anh em nào làm nghề mộc hay làm nghề thì mình hay dùng nhất cái mẫu này. Và cái nở của nó rất là ok luôn, nó rất là cứng nha mọi người ạ. Nhựa rất là cứng luôn. Đó, nhựa rất cứng, anh em nhìn cái chất nhựa là biết. Rồi, còn một loại nữa đây. Một loại này thì em cũng chỉ bốc xô cho anh em thôi. Đấy, một loại này thì sẽ là có 5 vít và 5 nở. 5 vít và 5 nở. Đấy, và nó có cái đầu cao su này. Có cái đầu cao su, nở của nó rất là ngon nhá. Em sẽ đo từng loại một cho anh em mình nhá. Loại đầu tiên thì có chiều dài của nó là được 25mm, tức là 2/2 đấy. 2/2. Và cái phần đầu vít này, thì nó đâu đó được 5.6 này. Còn cái thân vít đây thì nó là 4 nha. Thân vít là được 4. Đây này. Thân vít là được 4 này. Rồi, đấy là một loại 4 nha. Còn một loại này nữa. Loại này thì nhỏ hơn tí là ở cái phần thân này. Thân của nó là 3. Đấy, 3mm. Có gioăng ấy, cái loại này có gioăng nhá.
và chiều dài của nó là được 24 mm, 25 mm mọi người ạ. Đấy, 25 mm. Đó. Và cái đầu vít này 5.5 mm nhá. Đấy, 5.5 mm. Rồi, ở đây em sẽ bốc xô như này nhá anh em nhá. Em sẽ bốc xô như này này. Cân ký cho anh chị em một cân. Một cân nó nhiều lắm, một cân như này thì giá là 60.000 đồng nhá anh em nhá. 60.000 đồng một cân. Đấy, cho các bác về tha hồ vít nở công việc. Hôm nay lên cho anh em một cái bộ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa như này em phân phối rất là nhiều. Đấy, để anh em mình tắt mở động cơ hay là bóng điện, tức là đóng ngắt. Đóng ngắt on off thiết bị điện đấy mọi người ạ. Từ xa bằng một cái đầu mót ở đây. Cái đầu mót này rất là xịn sò như này, về các bác treo cái móc vào đây nhá. Rất xịn sò. Rồi, đây là cái cục của nó để anh em mình đấu điện. Nó dùng rất là đơn giản, nó có số 1, số 2, số 3, số 4 này. Thì nó đánh dấu hết này, in vào này, AC này. Là mình sẽ cho số 1, số 2 thì nó đánh dấu ở đây. Số 3, số 4. Đấy, thì ra đầu điện ra. Rồi con này có thể tự học được cái đầu mót nữa nhá. Đấy, rất là hay. Rất là nhỏ gọn để anh em mình xài. Con này thì ở đây anh em mình xem này. Nó công suất của nó là 30A và nó xài được điện DC từ 12V. 12V cho đến 72V. Đấy, cho đến là điện 220. Đấy. Tức là từ các bác dùng điều khiển được cả dòng DC nữa nhá. Các bác đấu DC là điện ắc quy 12V trở lên. Rồi, anh em có thể dùng được điện lưới. Bây giờ em mời anh em test thử một cái như này em đã có dùng đây. Này, mọi người nhìn một tí nữa nhá. Đây. Nó có hai biểu đồ cho anh em này, mình đây là xài điện DC nhá. DC thì sẽ có 12V đến 72V. Đấy, ra 12V 72V. Còn AC thì điện 220 rồi. Đó, điện 220 rồi, xa điều khiển tối đa cho anh em là 1 cây số nhá, 1 cây số. Con này là 2100W cho đến 3600W này. Đó, ok mọi người, con này dùng rất là hay, trong cuộc sống nhà mình cũng rất là hay sử dụng cái loại như này. Đây là hai quả bóng mà em đã có lắp đặt này. Đó, thì tắt on off rất là dễ dàng ở đây. Đấy, em cứ lắp ở cái đầu góc đằng kia kìa. Và cái con này nó có thể xa, nếu không vật cản thì nó khoảng tầm 1 cây số đấy anh em ạ. Còn nếu mà nhiều vật cản, nhiều nhà san sát nhau á, thì nó được khoảng tầm 400m thôi. 400m là ok rồi. Đó, độ nhạy của nó thì rất là ok đây mọi người này, on off này. Đó, độ nhạy cực ngon luôn. Rồi, anh chị nào lấy bộ này thì giá cho bộ này nó là 100.000 đồng một bộ nha anh em nhá. Đấy, đây là bộ điều khiển từ xa. Về các bác đấu vào máy bơm rồi điện đóm trên nương trên dãy các thứ là anh em dùng cái con này. Đó, hoặc là trang trại mình chỉ cần đến chứ ở nhà cũng bấm chuẹt phát lên rồi. Hôm nay em giới thiệu đến cho anh chị em một số những cái đồ cái này là nó là cái dĩa nha mọi người nhá. Cái dĩa này thì nó cũng không được phổ thông cho lắm nhưng mà đồ của nó rất là chất lượng. Hàng này thì nó là hàng của Singapore và có độ dày 3 ly, được làm bằng chất liệu là inox nhá anh em nhá. Inox. Đấy. Thương hiệu Singapore, thương hiệu là thương hiệu Allen và nó là một cái hãng hàng không của Singapore. Anh em cứ tham khảo cái phần logo này. Thì ở đây em về được có cả những cái mã dao cắt như này, dao cắt thịt như vậy. Đó, như vậy. Cái này nó là đặc luôn nhá, đặc luôn anh em ạ. Đấy, đặc luôn. Và em Thanh gửi đến cho anh chị em một cái bộ như này, nó là 20.000. 20.000 một bộ như vậy. Đấy, thì các bác nào lấy như nào cũng được, hoặc là lấy cho anh bao nhiêu cái này này, hoặc là cho anh 5 con dao cho 10 cái dĩa chẳng hạn cũng được luôn. Thì em báo giá cho anh em là 10.000 đồng một cái nhá. 10.000 đồng một cái, hàng nó rất là chất để anh em mình xài. Dày dẫn cực kỳ luôn. Đó, đây là những cái bộ dao và dĩa hàng Singapore. Ngoài ra thì em kiếm được một ít cái muôi.
cái muôi canh, nó gọi là cái vá canh, nhiều anh em gọi là cái vá canh. Vá canh này rất dày dẫn, cái này nó khoảng tầm cũng phải tầm 3 đến 4 ly đấy mọi người ạ. Inox luôn. Su 304. 4 su 430 chứ không phải 304 anh em ạ. À. Thương hiệu này thì nó rất là nổi tiếng rồi, nhiều anh em biết đến rất là nhiều đồ thương hiệu Winling. Đấy, và cái môi canh như này rất dày dẫn. Dày cực kỳ luôn anh em ạ. Cái con này nó là hàng mới 100% anh em nhá. Đấy mọi người nghe tiếng này. Đấy, dày lắm mọi người nhá. Cái này 3 ly, cái này chắc nó cũng khoảng tầm 3 ly anh em ạ. Khoảng tầm 3 ly. Hàng này nó mới 100% luôn. Hàng đến từ thương hiệu Winling, Make in Japan. Đó. Rồi, mẫu này anh em nào lấy giá 80.000 đồng một cái. 80.000 đồng một cái, hàng nó là nó chưa qua sử dụng luôn. 80.000 một cái vá canh anh chị nhá. Tiếp tục là em có cái bộ bấm móng ba như này. Anh chị em nào cần cái bộ bấm móng này để mình về mình bấm móng hoặc là tặng quà tặng cũng được, rất là hay. Em có tháo ra một bộ ở đâu ta? Đây. Em cũng khui ra một bộ luôn nữa cho anh em mình tham khảo nhá. Hàng này nó là cái hàng hàng nó là hàng siêu thị mà nó về được ấy anh em ạ. Đấy, nó có một cái hộp mà hộp này là hộp đựng. Hộp đựng và trong này một số cái giấy tờ giới thiệu các thứ đấy. Thương hiệu Winling. Đấy thì nó sẽ có bao gồm cho anh em mình là ba cái bấm móng thì nó ở trong cái hộp này hết này. Mọi người xài xong á là mọi người để vô đây. Cái này tặng người yêu hay bà xã nhà mình rất là thích này. Em cho anh em mình xem cái chất lượng của nó nhá. Cái này nó được làm bằng hợp kim nhôm nhá. Hợp kim nhôm của nó thì cực kỳ là cứng cáp, kết hợp với bằng inox nữa. Nó có cái phần khay đựng cái bấm móng, ví dụ như anh em bấm móng ấy, nó không bắn ra cái nền nhà hoặc là bắn vào người đối phương người ngồi bên cạnh. Đó. Rất khít luôn. Khi mình cắt thì nó bắn như này, nó kêu như này này. Đấy. Rất tiện lợi để bấm cho các em nhỏ nhà mình này. Rồi là mình xài, rồi có thể mình rũa đây, bóc cái xanh này ra cho em nhá. Inox và kết hợp với hộp kim gang, thương hiệu logo Winling được làm nổi hẳn lên như vậy. Đấy, nó sẽ có 3 cái bấm móng và bấm khóe móng và bấm móng lớn, 3 cái như vậy. Hàng cực kỳ chất lượng. Giá thành chỉ có 120.000. 120.000 một bộ như này. Đó, anh chị nào mà đang có nhu cầu về cái bộ này thì báo em Thanh gửi cho nhá. 120.000. Về làm quà tặng rất là lịch sự luôn và nó rất là dân dụng. Ai ai cũng phải cần, ai ai cũng phải dùng. Ngoài ra em còn sót được vài cây Zippo. Hàng cây Zippo hàng Mỹ, Make in USA. Con này hàng xịn luôn anh chị ạ. Hàng xịn luôn. Nó về kèm lô bãi thì nó mới có giá tốt nhá. Make in USA. Đời 2021. Đấy, đời 2021. Mới nên là chưa có dầu, chưa có xăng, về các bác về tự đổ nhá. Đấy. Về các bác tự đổ. Anh em nào hay hút thuốc hoặc là sưu tầm những cái đồ Zippo thì mình dùng con này. Đó. Nghe tiếng này. Rồi đây này. Rút ra bên trong này thì đời 2021 và Make in USA nhá. Zippo. Mới 100% như vậy. Rồi, giá chỉ có 220.000 một cái thôi anh em ạ. Cực ngon, giá thành rẻ, anh em dễ sử dụng. Đời 2021, nếu mà anh em mà mua ở ngoài quán thì đâu đó em cũng không nắm được chính xác giá, nhưng mà không có bao giờ có cái giá vài trăm nghìn đâu. Đó, rồi, các bác nào cần thì báo em nhá. Một số khay nhôm hàng của Singapore. Hàng Singapore anh em nhá. Đấy, 3 mét kit này. Nhôm nguyên khối. Đây là cái khay nhôm có quai. Đấy, khay nhôm có quai anh em này. Bun Chang Co CO Singapore. Đấy, hàng nguyên thùng, còn nguyên thùng
Thì một số cái này nó bị thùng nó bị ẩm ướt nên là em có tháo ra rồi. Em có tháo ra rồi. Cho anh em coi luôn. Cho anh em coi cái con nào. Đây em cho anh em mình coi nhá. Cái này thì nó là hàng bãi thôi, cũng có cái nó hơi xước sát, nó do vận chuyển đây này. Do vận chuyển thì anh em thông cảm nhá, tại vì đây là nó là dòng nhôm nguyên khối. Nhôm nguyên khối. Giá cực tốt cho anh em mình, có 70.000 một cặp. 70.000 một cặp khay nhôm nguyên chất như này. Đây mọi người nhìn cái bản lề của nó này. Hàng nước ngoài chứ không phải hàng Việt Nam mình đâu. Em sẽ đo cái phần kích thước cho anh em mình để anh chừng nha. Về mình đựng đồ ăn hay là đồ sơ chế hay đồ ốc ác các thứ mình đựng vào đây. Tô vít hay là một cái những cái dòng ốc vít nở hay cái gì đó thì tùy anh em nhá. Cái này chiều dài của cái lớn nhất của nó là 18 phân. Chiều ngang của nó là được 13.5 và dày nó là hơn 6 phân 4. Đấy, đây là cái lớn có cái quai. Mẫu này anh em mình đi picnic ra ngoài mình mang mình nấu mì các thứ là cực ngon luôn. Đấy, còn cái nhỏ như vậy. Nó quai này có thể gấp gọn được nhá. Nhôm là nhôm nguyên chất. Cái nhỏ thì nó là gần được 13 phân chiều ngang. Gần được 13 phân anh em ạ. Và chiều dài của nó là 16 năm. Đó, thì mình có để gọn đồ đây được này. Cái mẫu này nấu đồ ăn các thứ là ngon lắm mọi người ạ. Giá 70.000 một cặp khay nhôm, 70.000 một cặp thôi. Và tiếp theo em Thanh còn một ít cái khay đá nha mọi người. Cái khay đá này là khay đựng làm đá của thương hiệu Bico, nó là hàng xuất sang châu Âu. Đấy. Và nó gia công tại thị trường Make in Thái Lan. Đấy. Khay đá cao cấp. Và nó phục vụ cho một cái hãng thể thao đó là Barcelona anh em nhé. Barcelona. Đây anh em có thể nhìn thấy những cái cầu thủ như Messi các thứ này. Đó, bây giờ em sẽ mở ra cho anh em mình coi thử nhá. Rồi. Hàng này thì nó là hàng mới 100% mọi người nhá, hàng mới 100%. Dòng này mọi người chỉ việc đổ đá, đổ nước vô là làm đá thôi. Làm đá và nó có khay đựng đá luôn. Nó làm rất là xịn sò luôn. Cái khay trên này nó được làm bằng nhựa ABS nhá. Nhựa ABS và cái khay dưới đựng đá này nó là nhựa mica trong. Rất là sạch sẽ. Để anh em mình bỏ vô cái tủ lạnh nhỏ cũng để vừa luôn nhá. Tủ lạnh nhỏ cũng để vừa luôn. Như nhà em có cái tủ lạnh nhỏ em để vừa. Và mọi người chỉ cần vặn như này này. Vặn phát, mở ra. Vặn phát là đá nó, khay đá nó rơi xuống đây rồi. Cái khay đá nó rơi lên đây rồi. Rất xịn sò luôn. Đấy, nó bao gồm cho anh em là 24 viên đá. Những cái viên đá này anh em uống cà phê hay là uống trà chanh hay các thứ cực ngon luôn. Rồi em sẽ đo cái phần kích thước của cái khay này cho anh em mình áng chừng nha, qua video nhá. Tổng là khoảng 16 năm, lọt lòng là 14. Dài là lọt lòng là 21 năm. Đấy. Cao thì nó khoảng tầm 7 phân rưỡi. À, mọi người chỉ về việc đổ bỏ nước vô thôi. Con này nó dốc đá cực kỳ luôn. Em sẽ test luôn cho anh em mình cái mẫu này. Thông thường ấy thì những cái khay đá anh em mua rẻ tiền ấy, mình làm đá xong mình chỉ ra ngoài phải gõ xuống hoặc là mang ra xả nước thì nó mới long nha. Nhưng mà cái loại này không bao giờ có cái tình trạng là giữ nó không long nhá. Mọi người chỉ cần vặn như này phát là nó long luôn ra. Đấy, cái hay của cái hàng châu Âu nó là vậy. Tại vì cái độ kiểm dịch của nó, kiểm chất lượng của nó thì nghiêm ngặt lắm. Trước khi em test thì em báo giá luôn nhá. Tại vì em sẽ test một cái video đằng sau cùng như này. Giá cho một bộ như này nó là 120.000 đồng. 120.000 đồng một cái bộ khay đá hàng của thương hiệu Bico Make in Thái Lan. Đó, Make in Thái Lan. Cái dòng này nó hay một điều đấy là nó không có bị dính vào những cái nhựa như này, như cái loại khay đá thông thường anh em mua ở chợ nhá. Đấy. Anh em vặn một phát là rơi hết luôn này. Đấy, mọi người thấy không? Siêu ngon luôn. Vậy là anh em mình đã có những cái viên đá như này để uống cà phê. Đấy. Uống cà phê. Cho nhiều vào uống cho nó sướng anh em này. Em sẽ giới thiệu đến cho các bác hai cái mẫu mic thương hiệu Shure.
Thương hiệu Sua dành cho anh chị em nào đam mê về ca nhạc, giải trí, hát hò trong gia đình, nhà đã có bộ karaoke ấy, hoặc là có cái loa kẹo kéo thì anh em mình có thể tham khảo qua những cái bộ mic như này nhá. Con đầu tiên là con mic dây thương hiệu Sua, hàng mic in USA mới 100%, hàng siêu thị nó thanh lý, và em có bóc ra rồi và giới thiệu cho anh chị em. Con này thì em cũng có test trên kênh rất là nhiều, một vài cái video rồi, nay thì lại giới thiệu tiếp đến cho anh em. Con mic này khung của nó thì nó là khung nhôm, khung nhôm nên nó rất là nhẹ nhàng. Còn cái này thì nó là hợp kim nhôm hay là cái gì đó, hay là gang gì đó ấy. Chất liệu của nó thì cầm nắm rất là sang và có cái độ không có độ mồ hôi ra đâu, tức là mình có độ kiểu dạng là nói chung là nó cứ lì á, nhìn nó rất là ok luôn mọi người nha. Mic này nó giảm thiểu cái độ hú rất là lớn, kể cả ngay như cả anh em đứng cách khoảng tầm 1 mét mà dí thẳng vào đầu loa như vậy nó cũng không có hề bị hú nhá. Đấy, em khẳng định với anh em như vậy, và sẽ là test hàng cho anh em nhận hàng, test hàng kiểm tra hát thử rồi mới nhận hàng. Đấy, nhiều anh em đã dùng và đã có những cái feedback cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nó có thể xoáy được về đầu này nữa này. Đó, và trong này đều có những cái bông lọc hơi để cho nó khỏi tiếng thở của anh em, nó hát nó thở hơi mạnh ra đó. Đấy, và đây cái này nó là công tắc on off phần bên dưới như này nhá. Dây của nó nhá, dây dài chắc áng chừng em chưa đo thực tế nhưng mà áng chừng nó khoảng tầm 5m, 5 hay là 7m gì đó. Dây của nó mềm mại, đầu cuống của nó như này thì nó sẽ không hay bị đứt, cũng như là tiếp xúc cái phần điện nó được ngon lành. Đấy. Dây mềm mại, make in USA luôn anh em nhá. Đấy, dây là make in USA luôn. Rồi. Bộ này em báo giá luôn cho anh chị em mình, giá cực tốt, nó chỉ có 280.000 một bộ thôi. Về anh em nhận hàng nghe thử thoải mái cho em hát thử. Mời anh shipper vào hát vài bài rồi mình ưng ý mới thanh toán tiền. Đấy, đã bao cho anh em như vậy rồi nhá, nên anh em thoải mái mà dùng nhá. Đó. Rồi. Đấy là một cái bộ mic không dây, mic không dây. Và đây đó là cái bộ mic dây nhá. Em gửi đến cho anh em là 280.000 đồng thôi. Đó, thì các bác nào cần bộ này thì báo em nhá, nguyên siêu luôn nhá. Em bộ này em có bóc cái phần siêu túi bóng ra rồi. Đấy. Trong này là cần hộp của nó thì nó có cả cái hít 500 nữa luôn này. Nguyên hộp. Nguyên hộp như vậy. Mic in USA. Đấy, anh em có thể vào cái trang web sua.com này. Đó, mã là TA100 nhá, TA100. Chỉ có 280.000 thôi. Thì tiếp tục em lên một mã nữa cho anh em mình đây. Bộ này nó cũng là Sua HS38 Pro. Cái bộ này nó là cái bộ mic không dây anh chị nhá. Bộ mic không dây này nó cũng có cái rất là hay. Nó thì nó sẽ di chuyển, nó không vướng víu được, nó không vướng víu do cái phần dây. Giờ bây giờ hiện tại thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ mới, đó là cái pin này là pin lithium 18650, cũng rất dễ dàng mua và nó có thể sạc được cho nhiều lần. Đấy. Và đây là cái phần mic của nó này. Phần mic của nó thì cái nhựa của nó còn là cái nhựa bóng rất là xịn sò và sang trọng nhá. Có mã HS38 Pro, mic in USA, thương hiệu Sure. Đấy. Rất đẹp luôn các bác ạ. Rồi, con này thì mình sẽ sử dụng như sau. Mình sẽ cấp mua pin cho nó thì nó sẽ tặng kèm cho anh em những cái quả pin như vậy. Anh em hát nhá, hết pin, cắm sạc cho em bằng cái dây sạc này này. Cắm vào cái củ sạc điện thoại 5V là anh em xài. Đấy, là hết pin anh em cắm vô. Rồi, tiếp theo đó. Đây này, mình lắp pin vô ấy là nó báo phần trăm pin và sóng luôn nhá. Tiếp theo đó, cái phần này là cái phần thu sóng của mic. Đấy, thu sóng của mic này. Nó có on off led rồi sạc cho nó này, sóng của nó đây. Mình cũng cho cái pin này vô cho em. Rồi. Thì anh em mình có thể cắm vào cái này á là cắm vào âm ly là một này, và nó có cái đầu chuyển đổi ở đây.
anh em cắm vào cái củ sạc củ điện thoại 3.5mm, anh em kết nối qua loa và hát đó, thì nó sẽ phát từ điện thoại ra loa đó, rất là hay. Và mọi người nhớ bật cái on lên nhá, nhớ bật on lên. Đấy, bật on lên ấy, thì nó sẽ bắt sóng lên màu đỏ như này này, nó là đang bắt sóng cho cái mic này rồi nha mọi người. Đấy, em tắt đi này. Đấy là mất cái đèn này ở chỗ cái phần này rồi, bật lên này. Đó thì mình cứ giữ lì là nó tự động nó lên thôi. Mic dài khoảng tầm 20 mấy phân, 25 phân, cầm nắm rất là ok luôn để anh em mình xài. Dòng này thì bao cho anh em là chất thu của nó là không hú được, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chất âm anh em hát rất là nhẹ, nó không bí nhá. Thì vẫn khuyến khích anh em là nhận hàng hát thử hát thử thoải mái luôn đấy mọi người nhá. Rồi em báo giá cho anh chị em cái bộ này đấy. Còn anh em nào chưa còn thắc mắc cái vấn đề gì, anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em. Em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em nhiệt tình. Còn em báo giá cho anh em một cái bộ như này đi. Một bộ mic như vậy. Là mic không dây nhá. Bộ mic không dây như này. Đấy, đang có giá là 580.000 đồng. Đó, 580.000 đồng. Em sẽ hỗ trợ anh em phí ship. Đó. Rồi các bác nhận hàng nghe thử, hát thử rồi mình mới thanh toán nhá. Đó, người thật việc thật nên là nhiều anh em cứ yên tâm. Đấy, em giao hàng toàn quốc, anh em chưa cần phải mất cái chi phí gì, anh em đã được trải nghiệm thử rồi. Rồi mình ưng ý mình mới nhận hàng cơ, nên là các bác cứ yên tâm mà thoải mái mà đặt hàng, hoặc là có nhu cầu thì cứ liên hệ nhá. Đấy, chất liệu của nó thì khá là ok luôn này này. Made in USA. Thì cái dòng này nó không phải lúc nào nó cũng có hàng. Đấy, nên là nó có thì em mới lại giới thiệu được cho anh em thôi. Mic không dây 580.000 đồng. Rồi tiếp theo em Thanh sẽ giới thiệu đến cho anh chị em mình, đó là những cái ấm siêu tốc. Ở đây là những cái ấm siêu tốc, hàng này thì nó là đến từ thương hiệu là Langley Bang anh chị nhé. Langley Bang. Đó, hàng Make in Germany này. Cái dòng ấm này nó là ấm thủy tinh, ấm siêu tốc đun nước, và nó thiết kế ra rất là đẹp. Dung tích của nó là được 1.8L nhá. Và khung sườn các thứ được làm bằng inox hết như này. Đấy, on off để mình xài. Và mình sẽ có thể mở cái nắp này lên này. Trong cái nắp này thì nó sẽ có cái phần màng lọc. Đấy, màng lọc của nó thì cũng là màng lọc inox luôn nhá. Cũng rất là ok, xịn sò cho anh em mình ở đây rồi. Màng lọc ở đây thì nó có cái tác dụng là khi mà các bác có thể là mình bỏ cái gì vào đây, mình đun sôi lên, thì cái dòng này nó sẽ ngăn cái cặn như là thuốc, rồi là những cái phần lá lẩu anh em mình uống dòng thuốc lá các kiểu đó, hoặc là nước ngâm. Đấy, và đây này, nó có cái lưới này luôn này, khi mà các bác rót ra một lần nữa thì nó cũng gì này. Đấy, nó cũng chặn ở đây luôn nhá. Hoặc là các bác đun nước sôi lên bỏ trà vào đây pha luôn. Rồi con này hay cái là điện 220 nhá. Điện 220 anh em mình cắm điện vô 220 anh em xài. Dung tích 1.8L. Bây giờ em test thử luôn cho anh em cái mẫu này nhá. Giá cho một cái nồi ấm siêu tốc như vậy này. Thương hiệu của nó là Langley Bang. Langley Bang. Xịn sò. Là 450.000 đồng. Còn hỗ trợ các bác phí ship nữa rồi. Đó. Bằng thủy tinh nhá. Cái này bằng thủy tinh. Thủy tinh rất là dày dẫn. Tay cầm cũng chắc chắn. On off. Bây giờ em sẽ test nước cho anh em mình coi luôn. Đây em cắm điện test thử luôn cho anh em mình ở đây. Cái con này nó xài điện 220. Đấy. Nên anh em xài thoải mái luôn. Và trong này nó có cái giải đèn LED này này. Này. Đó. Đó. Cắm phát ấm siêu tốc này nó rất là nhanh nhá. Đấy, thì những cái dòng như này thì em bảo hành cho anh chị em là 3 tháng nhá. Bảo hành cho anh em là 3 tháng. Đấy, nên là các bác yên tâm mà sử dụng thôi, chứ không phải ái ngại gì đâu. Đấy, ok anh chị em mình. Một cái điều nữa là em cũng chưa có nói đến cho anh em là cái con này công suất của nó là 2200W nhá. 2200W nên là đun rất là nhanh nhá mọi người. Đó, rồi anh chị nào cần lấy cái ấm này, ấm siêu tốc như này,
giá cho em nó là 450.000 đồng, bao ship tận nhà cho các bác nhá. Đấy, bảo hành 3 tháng. Chỗ này nửa siêu nước, cần được nửa siêu nước thì đun chắc khoảng tầm 2 phút thôi. Hơn 2 phút chút. Đấy, sôi sùng sục luôn anh em ạ. Đấy, nó gọi là siêu tốc cực đấy, tự ngắt luôn nhá. Và công suất là 2200W thì rất là nhanh. Rồi, sản phẩm tiếp theo ở đây thì em có về được những cái dòng iPod, tai nghe iPod Pro. Hàng này thì bao cho anh em nghe thoải mái rồi, bao chất lượng rồi. Em cung cấp rất là nhiều những cái mẫu như này rồi. Con này nó là dòng iPod Pro nhá. Hàng này thì nó là hàng Red 11. Nó không phải là hàng chính hãng, chia sẻ với anh em không phải là hàng chính hãng. Hàng chính hãng anh em bỏ ra số tiền 5 đến 6 triệu một cái như này. Đấy, nhưng chất lượng âm thanh thì con này nó là 19110. Đấy, cũng chia sẻ đến anh em là như vậy, tem mác các thứ đầy đủ luôn. Nó là hàng Z11 thì nó chỉ khác nhau là hàng chính hãng thôi. Còn là chất lượng âm thanh thì không thua đâu anh em ạ. Đó, thì em có bóc ra một hộp và test thử luôn cho anh em. Con này là iPod Pro nhá. Tai nghe không dây. Đấy, đây là sách hướng dẫn của nó này. Thì nó cũng xuất đi rất là nhiều nước. Đây là hàng của Apple, nó là cái ngạch kiểu là ngạch lậu hay cái gì đó thì em cũng không có nắm rõ đâu, nhưng mà chất lượng âm thanh thì em khẳng định với anh em là anh em có cái bộ tai nghe hàng hãng nghe và mình sẽ so sánh được những cái dòng như này. Đấy, con này hàng Make in Japan luôn này, mở ra phát tự động kết nối iPhone luôn đó. Và đây, trong này thì nó sẽ có thêm cho anh em mình cắp sạc Type-C Lightning và kèm thêm là 4 cái núm như này này. 4 cái núm này để anh em mình có thể thay thế vào cái tai nghe của mình. Đấy, thí dụ như anh em mà tai lỗ nhỏ thì mình sẽ đưa những cái núm nhỏ vào. Đó, đây là một số cái phụ kiện. Còn đây. Đấy, đằng sau này. Design by Apple in California and Ansa in Japan gì đó. Thì em cứ đọc bừa thôi anh em ạ. Thực chất đây em chả biết gì đâu. Đấy, trong này thì có mã số rồi có các thứ ở trong này hết này anh em này. Và hay hơn nữa cái như này này. Mình sẽ tắt gọi, mình nghe gọi ở trong đây và chuyển bài ở trong cái phần núm ở đây này. Đó, núm ở đây. Rồi, một cái nữa là cho anh em mình coi luôn nhá. Cái này này. Trong này này có mã và các thứ này. Đấy, rồi ok anh em nhá. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối con này luôn. Dòng Samsung nhá thì các bác vào cái phần Bluetooth kết nối cho em. Đấy, bật Bluetooth lên thì nó sẽ hiện lên mình kết nối. Còn riêng dòng Apple nhá mọi người. Riêng dòng Apple ấy thì anh em như này cho em này. Dòng iPhone á thì các bác chỉ cần mở cái này lên cho em này. Đấy, mở lên là tự động nó đã hỏi kết nối luôn rồi này. Thì anh em mình chỉ việc kết nối thôi. Ấn vào là kết nối thôi anh em. Đấy, mình sẽ mở lên như vậy. Đó, Apple iPod Pro. Đấy. Thì mình cứ tiếp tục hoặc là tắt đi các thứ cũng được, mình tắt đi luôn. Ở đây thì nó sẽ có báo phần trăm pin đốc sạc và phần trăm pin của tai nghe. Đấy. Rất là dễ dàng. Con này anh em nghe đâu đó khoảng tầm 3 đến 4 tiếng hết pin anh em lại cắm vào cái đế sạc này này. Cái cốc sạc này nó sẽ gì nhá, nó sẽ sạc lại cho cái tai nghe của mình. Đấy, rất là hay. Rồi, ok. Và cái này anh em mình có thể điều chỉnh ở đây này, xuyên âm này, khử tiếng ồn này, và các anh em có thể tắt đi, thay đổi tên các thứ ở đây được. Đấy, thí dụ như là thay đổi tên iPod Pro của Thanh Phạm chẳng hạn, đấy các kiểu đấy. Rồi, kiểm soát âm thanh không gian, các thứ anh em điều chỉnh ở trong cái phần Bluetooth, các thứ đây. Mã kiểu tai nghe, số máy A3000, các kiểu ở đây hết nha anh em nhá. Hôm nay em giới thiệu đến cho anh em một cái mã LED bàn chải của một cái thương hiệu Vinda, hàng công ty, hàng thương hiệu đàng hoàng. Con này công suất của nó là 300W và full nhôm kèm tấm pin năng lượng mặt trời ở bên trên. Đấy, full nhôm kèm đế, bộ điều khiển, ốc vít nở đầy đủ, một hộp của nó như vậy. Đấy, một hộp của nó rất là to và em Thanh đang gửi đến cho anh em giá là 950.000 đồng và được hỗ trợ anh em phí ship. Đấy, ngay như trên màn hình như vậy. Đây là khung nhôm nhá. Khung nhôm. Hàng của nó thì siêu xịn rồi.
cái led của nó thì nó to như bằng cái ngón tay luôn anh em. Đấy, và nó sẽ có 6 khoang. Thương hiệu Vinda anh em nhá, Vinda. Công suất là 300W. IP chống nước là 67. Đấy, có đế chân. Đế chân này thì các bác bắt thẳng trực tiếp vào tường. Đấy, bắt thẳng trực tiếp vào tường, hoặc anh em có thể là dùng là mình thêm một cái cột nữa. Đấy, tình trạng nó như vậy. Em lắp ráp vào thì nó như vậy. Đấy, mình sẽ chúi xuống như này để năng lượng mặt trời. Và bây giờ sẽ mang ra ngoài test thử luôn ánh sáng của nó cho anh em mình tham khảo qua nhá. Ngay như bây giờ này, em mới bật cái ánh đèn điện để quay video đó, mà nó cũng đang báo sạc luôn rồi này. Đấy, đang báo sạc luôn rồi anh em nhá. Kính của nó là kính cường lực. Đấy, mặt kính cường lực, khung nhôm và cái phần kẹp này nó cũng được làm bằng nhôm luôn. Rồi, trước khi test ấy thì em sẽ đo cái tấm pin này cho anh em mình tham khảo qua này. Tấm pin này rất là to nhá. Cái dòng này nó không cần nắng, nó cũng tích điện rồi. Nó chỉ cần hảnh trời lên thôi. Đấy, mọi người biết là cái ánh điện như này mà nó còn đang báo nạp này, anh em biết là nó tích tụ nó rất là tốt. Chiều ngang của tấm pin là được 35 phân. Đấy, 35 phân. Chiều dài của tấm pin nó là 60 phân. Đấy, 60 phân. Tấm pin rất là to chứ không phải tấm pin nhỏ đâu. Và một cái loại đèn led nữa, em sẽ so sánh cho anh em. Rồi, em có sưu tầm được một cái con đèn led trên thị trường nó bán đây. Đây là con này led cũng Solarlink, công suất là 300W. Đấy, IP chống nước. Đây thì các bác nhìn cho em cái dây, cái phần thứ nhất của nó là cái phần dây bé như là khoảng tầm chỗ này khoảng tầm 2-3 ly. Đấy, bé khoảng tầm 3 ly nhá. Còn cái con 300W của nhà em đây, dòng bàn chải đây, dây đây, dây này nó phải kho to khoảng tầm dây này nó to khoảng tầm 5-7 ly gì đó. Dây này dây 2x0.75. Đấy, có thông tin đầy đủ luôn cho anh em. Dây này là dây chả có gì luôn này. Đấy, bé tẹo tẹo luôn. Và đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, đấy, thì cho anh em mình xem là cái mặt led của nó nhá. Đây nó có hai loại để anh em mình so sánh luôn. Đây là loại led của nó đây này, và led cái mà em Thanh có đây. Em tắt điện đi đã. Đấy, cái hạt led này nó to lắm nhá mọi người nhá. Cái hạt led hàng Solar này ấy, nó rất là to. Đấy, anh em có thể nhìn ở đây. Và đây là cái hàng này. Cái hàng nó có hơn 100.000, với mấy trăm ngàn, 200-300 ngàn đấy thì đây. Đấy, nó nhỏ li ti như vậy. Nhỏ li ti như vậy. Đấy là cái cách phân biệt để anh em mình mua hàng nó chuẩn. Rồi, đây em cho anh em mình coi cái ánh sáng 300W nó như nào. Đấy, nó rất là sáng kìa các bác nhá. Đấy, một tay cầm và một tay quay cho anh em mình coi. Đây, các bác có thể nhìn ở đây. Đó. Anh em thì không có người quay cùng, đâm ra là nó rất là khó khăn để mô tả cho anh em mình nhìn nó rõ. Đấy. Và nó có một cái đầu mót để điều khiển nhá. Và dòng này nó tự động cảm biến. Ban ngày thì nó sẽ tự động nó tắt đi và nó sẽ tích tụ cho pin cho nó. Và ban đêm thì nó tự động nó sẽ tối đến. Khi tối đến thì tự động nó sẽ phát sáng cho anh chị em ở khu vực cái sân, vườn, trang trại, cổng. Và dòng này thì bao cho anh em một đêm là thoải mái luôn. Anh em nhá, một đêm là thoải mái luôn. Chứ không phải là một đêm mà chưa hết đêm đã tắt đâu. Một hộp của nó rất là to anh chị nhá. Một hộp của nó rất là to. Và con này á, nó có cái chân luôn rồi. Các bác chỉ về việc bắt vô vào tường. Đấy, rất là hay luôn. Rồi em sẽ báo thông số cho anh em cái dòng này nhá. Con này có dung lượng của nó là 40.000 mAh này. Đấy, và nó sử dụng chip led là 5730. Tổng số led của nó là 527 led. Đó. Thì nó sẽ hoạt động ánh sáng từ 10 cho đến 12 giờ. Đấy, sử dụng kính kính cường lực chiếu diện tích chiếu ánh sáng khoảng tầm cái khu vực khoảng tầm 200 m2. 200 m2 là ok đó mọi người ạ. Đấy, nên là nếu mà thông thoáng không vật cản thì khoảng tầm 300 m2 như ở đường, ở sân vườn các thứ đó.
Đó, thì anh em nào có nhu cầu cái mẫu này thì báo em nhá, được làm bằng nhôm nguyên khối tiêu chuẩn chống nước IP67. Đó, thì em có tìm trên được cái gian hàng trên Shopee ấy, thì người ta đang bán đúng cái mã như em đang bán đây. Đấy, đèn năng lượng 300W của Vinda hàng hãng, giá của nó là 1.115.000 đồng. Đó thì đấy là còn chưa tính vận chuyển nhá. Đấy, chưa tính vận chuyển. Đó, thì anh chị em nào mà có cần cái mẫu này thì báo với em, giá rất là tốt cho các bác luôn, chỉ có 950k bao ship tận nhà. Đấy, đây là mẫu đèn bàn trái. Thì cái mẫu này các bác yên tâm, em gửi đến cho anh em là toàn là hàng chất lượng để các bác dùng. Đó. Rồi, ở trên thị trường thì nó có rất nhiều mẫu mã nó giống nhau hệt như vậy, nhưng mà đây hàng này em bảo hành cho anh chị em là 6 tháng nhá. Bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn, nên là các bác yên tâm sử dụng. Vì hàng nó là hàng công ty. Đó, thì các bác cứ vấn đề gì các bác cứ gửi ra cho em, em báo công ty nó xử lý. Dạ rồi, ok, em vừa mới giới thiệu đến anh chị em một vài dòng sản phẩm của bên shop. Thì anh em nào có nhu cầu về mẫu mã nào, quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể ủng hộ em Thanh. Cảm ơn mọi người, chúc anh em, chị em mình có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình và người thân nhá.